À, cái món của cô á, đặc biệt là lá dứa. Cái hương vị đó thì khi ăn trái chuối của cô á, rất có cái hương vị miền Tây. Là vì á, nó vừa thơm lá dứa, là vừa có cái mùi lá chuối nữa. Vừa lá chuối, vừa lá dứa. Còn có nhiều người tại sao người ta nói, ủa sao màu xanh có lấy có bỏ màu không vậy? Cô Liêm mới nói á, chị á, mà nhìn cái trái chuối vừa bỏ màu, trái chuối vừa lá dứa, hai cái để ra là mình thấy xa lắc. Cái màu nó khác, cái lá dứa nó rất là ngọt, nó dịu, nó rất là đẹp. Nó không phải là màu hỗn. Còn khi con bỏ màu vô là cái màu nó hỗn lắm, đem ra là biết màu liền. Nhiều lá dứa lắm nó mới ra được màu. Còn ở nhà mình mua ăn, mình mua có 2-3 cọng làm sao nó ra màu được con? Nó không có ra màu. Chào con. Cô tên Liêm. À, đây cô bán chuối nướng nếp lá dứa. Cô bán này cũng lâu rồi. Cái nói chung nghề này cũng nghề chè là cũng mấy chục năm rồi, nhưng mà còn nghề chuối là mới 6 năm nay thôi. Địa chỉ của mình là ở đâu? 7-1 Trịnh Đình Trọng, phường 5, quận 11. Cô bán 7 giờ sáng tới 7 giờ tối. Cái lá dứa đó là cô Liêm thấy người ta lấy, người ta nấu trà uống cho nó thanh nhiệt cơ thể là nó rất là tốt. Còn trái chuối á, thì ăn nó vừa có chất đạm mà nó vừa đẹp cho làn da phụ nữ, nó tốt cho cơ thể nữa đó. Thành ra cô Liêm nghĩ vậy, cô Liêm mới lên trái chuối cô Liêm bán. Người ta có nhận xét gì không? Người ta biết là khi cô Liêm vừa mở cái thùng ra thôi, cái thùng nước dừa thôi là nó bốc cái mùi thơm lá dứa, là người ta biết lá dứa liền. Cô Liêm không cần quảng cáo. Cô là do cô thích món này nên bán luôn. Cô Liêm thích, đúng rồi. Tại vì cái món này con biết không, nó trái chuối nè, một ngày mình ăn được một trái chuối rất là tốt cho sức khỏe. Còn cái nước dừa cũng vậy, mình phải có chút xíu chất béo vô người để cho người mình khỏe mạnh đó, chứ đâu phải mình ăn nhiều đâu mà mình sợ mập. Không bao giờ mập, tại vì mình cô Liêm làm trái chuối này là nếp mới làm cho người ta no. Ví dụ như khi người ta đi ăn sáng hoặc là người ta muốn ăn nhẹ chút, người ta lợi người ta ăn trái chuối nước dừa là no rồi. Không nó vừa tiết kiệm tiền mà nó vừa được khỏe, chứ đâu có gì đâu. Thành ra cô Liêm mới chọn cái món chuối này. Nó giống như là ăn xôi, thay vì mình ăn xôi dưới mình ngán quá, mình bước qua ăn chuối vậy đó. Nó vừa có chất béo, rồi nó vừa coi như là có cái chất chuối, nó có cái chất đạm cho cơ thể mình nữa, nó tốt. Nói chung mà làm thành cái trái chuối này rất là cực. Nếp của cô rất là dẻo, cô làm là nếp ngỗng. Còn chuối là cô làm chuối Mỹ Tho. Cô khó lắm, cô mua chuối là cô phải lựa, chứ không phải để cho người ta giao tới. Người ta giao tới là có chuối này chuối kia, còn cô phải túc trực ra chợ. Cô coi cái chỗ nào giờ chuối nó đẹp mà nó, khi mà cô cắt trái chuối ra, trái chuối nó vàng trong, nó ươm lên cái mật, cô mới lấy. Là cái chuối đó là khi con ăn cái trái chuối nướng của cô rất là ngon. Vừa dẻo mà vừa thơm. Nếp với nước dừa thì nếp là cô ngâm cũng cỡ 5-6 tiếng, ngâm với lá dứa để cho cái lá dứa nó hút vô cái hộp nếp, nó ra được cái màu. Còn nếu mà cô ngâm sớm quá hoặc là bữa nào mà gặp cái lá dứa non thì cái màu nó không có lên đẹp. Còn bữa nào cái lá dứa già màu rất là đẹp. Còn nước dừa là toàn bộ cô làm là nước cốt với nước dảo với lá dứa thôi, chứ không có gì hết. Nồi xôi cô hấp là tới 2 tiếng á, đúng 2 tiếng luôn. Tại vì cô còn gia vị rồi trong đó nữa, là dừa nạo nè, giờ nước cốt nè, giờ nước dảo. Cô thêm chút muối, chút đường vô trong đó, nói chung là còn gia vị trong cái nồi nếp nữa. Cô ở đây là nước dừa cô độc quyền cái là không hư, để được 2-3 ngày. Rồi cái mùi nước dừa lá dứa của cô nè, là khi mà vừa mở cái bịch nước dừa ra là thơm lắm, chứ khi mà bỏ nước dừa vô miệng là cái mùi lá dứa đi trước rồi, rất là thơm. Vì cô có bột bán là do cô không cần bột, cái bột bán cô nấu nó vừa phải thôi, cô không có nấu chín để cho nó giữ được có còn cái chất bột của bột bán. Thì khi cô bỏ bột bán vô á, là cô nấu thì vừa bỏ nước dừa, nước dảo của nước dừa với lá dứa là cô đã cho bột bán vô sớm lắm. Để chi? Để khi một tiếng đồng hồ sau nước dừa cô ra thì cái bột bán, cái chất gọi là bột á, cái chất bột của bột bán nó ra. Chứ cộng thêm cô làm nước cốt nhiều hơn, cô làm nước cốt nhiều lắm thì nó hòa quyện, nó sẽ sệt lại. Cái thời gian cô làm là lâu lắm chứ không có lẹ như người ta. Thành ra cái khi mà nước dừa cô nó sánh lại, nó sẽ quệt lại với
nó hòa quyện với cái bột bán. Cô gói trái chuối là khi nếp thật là nóng cô mới gói được, là trái chuối nó vừa dễ gói mà vừa nó nóng, nó dắt, nó mềm, nó dẻo thì nó vô cái khuôn trái chuối lẹ. Còn khi mà để nếp nó nguội thì mình dùng sức dữ lắm để mình ép cái miếng nếp ra, rồi mình cuốn trái chuối vô, nó không có dính lại nữa, thành ra nó cái công đoạn nó rất là khó. Cái công đoạn của nó làm nếp nguội không được, khó làm. Làm được nhưng mà cực mình lắm, mà trái nếp nó không có được tròn trịa nữa, nó không có ngon. Cô bọc lá chuối không bọc cũng được, nhưng mà quán của cô, quán 7-1 của cô là buộc phải bọc lá chuối vô, là vừa bảo quản vệ sinh là cái thứ nhất, là vừa có được cái chất của miền Tây, là rất là ngon. Rồi trái chuối của cô được bảo quản mà lại gói lại lá chuối, trái chuối vừa tròn mà vừa đẹp nữa. Thì khi mà xong rồi là bắt đầu cô không có để chuối nằm ở ngoài, cô cho vô tủ mát hết, để chi? Để nó bảo quản vệ sinh là cái thứ nhất. Cái thứ hai nó làm cho khô nếp lại, giờ cô mới đặt lên lò nướng được. Còn bây giờ là chuối nó còn nóng lắm, cái nếp nó dẻo khi cô đặt lên lò nướng. Cái thứ nhất nó dễ bám bụi, cái thứ hai nữa là chuối nó không có ngon. Nó vẫn ngon nhưng mà cái nếp nó con nó bị bể, nó bể ra. Thành ra cô phải bảo quản vô trong tủ mát cho nó sạch sẽ. Than khi mà cô nướng cô phải cho cháy hết cái phần đen, để coi như là bếp lửa hồng. Khi nào mà cục than nó đỏ, nó hồng lên là cô Liêm mới bắt đầu nướng chuối. Còn cái lúc mà đầu mà cô Liêm nhúm lò than lên á, là cái than đen cô Liêm cho cháy thoải mái luôn. Cháy để một lát mình lấy lại cái than hồng mình nướng, chứ cô Liêm không có nướng than đen. Để cho cái trái chuối nó ngon, nó vừa ngon mà vừa thơm nữa con. Còn nếu mà nướng cái than đen á, nó nghe mùi khói. Cái thứ nhất, cái thứ hai không có bảo quản được sức khỏe của khách hàng. Buộc cô Liêm phải cho cháy không vậy đó, để thành lửa hồng cô Liêm mới nướng. Mà nướng rất là lẹ, là vì cô Liêm đã làm chuối, cô Liêm hấp chuối chín rồi, dừa cũng chín rồi. Còn nước cốt thì nói chung là toàn bộ chín hết. Cô Liêm chỉ nướng để cho trái chuối nó thơm lên, nó thơm lên thôi, chứ ăn nó giòn giòn, nó béo béo. Chứ còn nó đã chín hết rồi. Ở xa đặt. Đúng rồi, ở xa đặt nhiều lắm á con. Ở Hóc Môn nè, Tây Ninh nè, Trảng Bom, Hồ Nai, Bình Dương, Hà Nội, Hải Phòng. Đó, chỉ có miền Tây là không có đặt, là vì miền Tây có chuối nhiều.